Trung đoàn một thời chiến trận. Hồi ký, tác giả Hồ Hữu Lạng. Số 13. Nam Lào năm 1971, chiến dịch phản công đường 9 Nam Lào. Cuối năm 1970, đầu năm 1971, chiến trường Trị Thiên vẫn còn rất nhiều khó khăn về vật chất. Bộ đội ăn ngày năm lạng độn ít sắn và rau rừng. Đời sống chiến sĩ thiếu gạo, thiếu muối, nhưng vẫn yên tâm bám trụ chiến trường. Sư đoàn chuyển quân về Tây đường 14, giáp biên giới Lào. Trung đoàn 3 về vùng Arum, A Lê Lốc, được bổ sung quân và tổ chức huấn luyện củng cố đơn vị. Trong chiến dịch 935 Cốc Bài, tiểu đoàn 9 gặp nhiều khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ thấp, cần được củng cố và tổ chức lại. Tư lệnh sư đoàn Chu Phương Đới và chính ủy Nguyễn Xuân Trà chỉ đạo trung đoàn 3 điều thay cán bộ chủ trì. Đồng chí Lê Văn Tành, tiểu đoàn trưởng, về ban công binh sư đoàn. Đồng chí Nguyễn Thụy, chính trị viên, về ban địch vận sư đoàn. Đồng chí Lê Hồng Hải về tiểu đoàn 9 làm chính trị viên thay đồng chí Thụy. Còn vị trí tiểu đoàn trưởng, trung đoàn khó cân nhắc bổ nhiệm. Sau khi chính ủy Lê Văn Dánh thăm dò hai đồng chí trong ban tham mưu nhưng đều ngại về đơn vị, đảng ủy trung đoàn giao cho tôi, Hồ Hữu Lạng, chủ nhiệm công binh, xuống làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 9. Đồng chí Nguyễn Tấn Răng, chủ nhiệm pháo binh, cùng ở một hầm với tôi, nói với anh em đại đội 17 công binh: chủ nhiệm hiếu chiến quá nên trên điều về bộ binh đánh nhau cho đã. Tôi vui vẻ đáp: đại đội công binh có hai chức năng, chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Anh em hoàn thành tốt, đánh chốt, đánh mìn, diệt nhiều địch là quyết tâm và thành tích của họ. Tôi có làm gì đâu mà hiếu chiến. Thực ra đồng chí Răng nói đùa cũng có phần đúng. Năm 1970, một trung đội bộ binh tham gia chiến đấu cũng diệt được nhiều địch hơn bình quân của đại đội bộ binh. Đó cũng là do sự chỉ đạo của chủ nhiệm công binh. Trên đã tin tưởng giao nhiệm vụ thì tôi nhận và quyết tâm hoàn thành. Cũng như năm 1968, khi đại đội 3 tiểu đoàn 7 gặp khó khăn, tôi cũng được giao xuống chỉ huy chiến đấu và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ về tiểu đoàn 9, tôi không ngần ngại đặt cho mình một trọng trách lớn. Có một số cán bộ có ý thiếu tin tưởng. Tôi nghĩ mọi việc đều ở phía trước. Có thể anh em chưa hiểu được tư chất, kiến thức bề chìm trong con người tôi. Được giao nhiệm vụ là một trọng trách. Trong chiến tranh, khi được giao nhiệm vụ là cấp trên tin tưởng, đặt lên vai mình gánh nặng, phải xả thân vì nhiệm vụ, gương mẫu trước quần chúng, chấp nhận gian khổ hy sinh. Nghĩ đến xương máu, tính mạng đồng đội, đưa đơn vị hoàn thành nhiệm vụ trước mọi khó khăn ác liệt. Thực ra tôi là người thứ ba nhận nhiệm vụ nên cấp trên cũng có phần lo lắng. Sau này khi tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Nam Lào, anh Lê Văn Dánh, chính ủy trung đoàn, mới thổ lộ. Đưa cán bộ cơ quan về đơn vị, đồng chí Lạn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trung đoàn rất phấn khởi. Thật ra từ đầu, chúng tôi cũng đắn đo, lo lắng. Khi tôi viết những dòng này, năm 2012, thì đồng chí Nguyễn Thụy đã qua đời 8 năm rồi. Tôi còn nhớ, khi về đời thường, anh vẫn thương mến tôi. Mỗi lần đi chữa bệnh ở Vinh, anh đều về nhà tôi ăn cơm, nghỉ ngơi. Khi anh đau nặng sắp mất, tôi và gia đình anh Phạm Huy Trưởng có lên thăm. Anh nói, anh bị bệnh tim nặng rồi, sợ không qua khỏi mùa hè. Thật vậy, đầu mùa nắng năm ấy, 2004, anh đi xa. Tôi vào Cục Chính trị Quân khu làm việc nhiều lần để đề nghị và anh đã được tặng huân chương độc lập sau đó. Anh Lê Văn Tành về nghỉ ở quê. Anh bị tai biến nặng, không nói được, khỏeo tay thọt chân, nhưng vẫn tỉnh táo.
anh em chúng tôi đi qua Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình vào thăm. Anh rất phấn khởi. Năm 1997, tôi làm phó tham mưu trưởng quân khu 4, đã cùng ban chính sách Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình làm thủ tục để đưa chế độ mất sức của anh lên loại 1, cho đỡ khó khăn trong cuộc sống. Về tiểu đoàn 9, gặp anh Thụy, anh Tành, nhận bàn giao đơn vị xong, tôi và anh Lê Hồng Hải trao đổi với nhau, bắt tay vào nhiệm vụ. Trước mọi khó khăn nan giải, chúng tôi đoàn kết thân tình với các đồng chí chỉ huy cũ trong tiểu đoàn. Đồng chí Lê Chí Tuân, tiểu đoàn phó quê Quảng Tiên, Quảng Trạch, Quảng Bình, và đồng chí Phạm Bá Tình, quê Thọ Xuân, Thanh Hóa. Bốn cán bộ tiểu đoàn gồm Lạng, Hải, Tuân, Tình là một tập thể thương yêu, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, luôn phát huy dân chủ trong nhiệm vụ, thống nhất trong mọi chủ trương và hành động, quyết tâm xây dựng tiểu đoàn 9 phát triển, có khả năng chiến đấu tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ đó, tiểu đoàn đã đẩy nhanh việc ổn định tổ chức biên chế, trang bị, kiện toàn cán bộ và cấp ủy tiểu đoàn, đại đội, trung đội bộ binh và trung đội hỏa lực. Các đồng chí Hoàng Trọng Thế, quê Thừa Thiên, trung đoàn trưởng, thay cho đồng chí Nguyễn Hòa Bình trở lại cơ quan bộ tham mưu quân khu Trị Thiên, cùng đồng chí chính ủy Lê Văn Dánh và ba cơ quan tham mưu chính trị hậu cần đều xuống tiểu đoàn 9 nắm tình hình, chỉ đạo xây dựng và huấn luyện. Tiểu đoàn làm thao trường, tổ chức huấn luyện chiến đấu theo các hình thức chiến thuật sở trường của quân đội ta. Diệt sinh lực địch là chính, chốt kết hợp vận động tấn công, đánh địch trong công sự vững chắc, bao vây đánh lấn. Quyết, vây, lấn, tấn, phá, triệt, diệt là 7 thủ đoạn bao vây diệt điểm của ta khi còn yếu về hỏa lực. Chúng tôi đóng quân ở độ cao 700 đến 800 mét trong rừng già đại ngàn, mưa mù suốt ngày đêm. Bộ đội đói rét, ngày năm lạng gạo độn rau rừng, nhạt muối. Rau cũng rất hiếm, bộ đội phải ăn ớt rừng và giềng dại thay muối. Chúng tôi đi qua các bãi cây rừng B-52 đánh đổ nát, qua rừng cây đổ mục lâu năm vì chất độc hóa học. Lấy nấm mối, mộc nhĩ là những món ăn quý hiếm của chiến sĩ. Bạn tôi, đồng chí Nguyễn Trọng Diệu, quê Thanh Đồng, Thanh Chương, Nghệ An, đại đội trưởng, đại đội 25 vận tải trung đoàn, ăn nhầm nấm độc, anh say vã mồ hôi, chắc chết. Anh đã chối chăng cùng đồng đội. May thay, đồng chí Nguyễn Trừ, quê Phú Yên, chủ nhiệm hóa học, trong ba lô còn lạng đường, nấu cháo anh ăn giải độc và tỉnh lại, thoát được lưỡi hái của thần chết. Tuy vậy, vẫn còn nhiều đồng chí say nấm, say lá sắn, không cấp cứu được. Trên chiến trường, hy sinh vì bom đạn, ngoài ra còn đói khát, bệnh tật, mưa lũ, thú, chất độc hóa học là những tử thần luôn rình rập tính mạng người chiến sĩ. Lương thực, thực phẩm đưa vào chiến trường khó khăn. Lâu lâu, mỗi người được một hộp thịt, hộp cá ba lạng là để dành cho dịp Tết, chỉ trích một ít nấu rau và nước mắm đại dương ăn hàng ngày để duy trì sức khỏe huấn luyện. Trong hoàn cảnh khó khăn, đói rét, nhưng tinh thần chiến sĩ vẫn hăng hái, lời ca tiếng hát sôi nổi. Tôi còn nhớ có những đêm đi tập về khuya, anh Đinh Minh Trúng và anh em trinh sát tiểu đoàn tiềm nhập vào bếp nuôi quân có một nồi rau đã ninh nhừ. Tưởng là cháo sáng cho bộ đội, đang lúc vừa đói vừa rét, mỗi anh xơi một bát đi ngủ cho ấm dạ. Sáng hôm sau mới biết là cám lợn, tiểu đội trinh sát đấm nhau cười. Thực ra cám lợn ở chiến trường sạch chẳng có mùi gì, người khổ, lợn cũng khổ. Quân khu cho đoàn văn công đến biểu diễn động viên tiểu đoàn. Lời ca tiếng hát ca ngợi chiến thắng 935 Cốc Bài vang vọng núi rừng. Trung đoàn nhận tân binh, bổ sung cho tiểu đoàn 9 nhiều đồng chí trẻ khỏe, đẹp trai, vào chiến trường mới lạ, gian khổ, vẫn yên tâm phấn khởi, cố gắng huấn luyện. Tôi nhớ có đồng chí thanh niên trông già dặn, gặp tôi dọc suối khi trên đường về tiểu đoàn, biết tôi là cán bộ, anh hỏi tôi quãng đường về đơn vị.
Về sau, đồng chí này được biên chế về khẩu đội DKZ của đại đội 12, đó là Lê Khắc, quê Đông Á, Đông Hưng, Thái Bình, là cán bộ đoàn tỉnh được động viên vào bộ đội. Sau chiến dịch Nam Lào 1971, anh được bổ nhiệm trung đội trưởng. Năm 1972, chiến đấu tiêu diệt động tranh 372. Trung đội Lê Khắc mai phục, diệt đoàn xe 13 chiếc trên đường 12. Cuối năm, anh được đề bạt lên cán bộ đại đội làm trợ lý thanh niên trung đoàn. Sau này anh là đại tá, phó viện trưởng chính trị Viện Y học cổ truyền quân đội, nghỉ hưu ở Hà Nội. Lớp chiến sĩ Hà Nội năm 1970 vào trung đoàn có nhiều đồng chí chiến đấu dũng cảm, không ngại gian khổ hy sinh. Một số đồng chí trưởng thành trong quân đội như Trương Quang Vinh, đại tá Cục Quân lực Bộ Tổng Tham mưu, Đỗ Quốc Công, đại tá Cục Chính sách Tổng cục Chính trị. Về đời thường, nhiều đồng chí thành đạt như Lê Quyết Thắng, quê 4B phố Tràng An, Hà Nội, là chiến sĩ đại đội 20 đặc công trung đoàn, chiến đấu ở Nam Lào, cùng chính trị viên Nguyễn Mạnh Đấu, được thưởng huân chương chiến công giải phóng hạng 3, được kết nạp vào đảng tại trận địa. Sau ngày chuyển ngành, anh làm trưởng ban kiểm tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hàm vụ trưởng. Đinh Khắc Trung, quê thành phố Hạ Long, chiến sĩ đại đội 2, tiểu đoàn 3, chiến đấu dũng cảm, lập nhiều thành tích. Năm 1975, được cử đi học sĩ quan. Học giỏi, anh được ở lại trường làm giáo viên. Sau này chuyển ngành là cán bộ cấp tỉnh, ủy viên đảng ủy cơ quan tỉnh Quảng Ninh. Trần Đăng Truyền, quê Thái Bảo, Lương Tài, Bắc Ninh, đại đội 6, tiểu đoàn 8, tham gia chiến đấu từ năm 1972 đến 1975, chiến trường Trị Thiên, Đắc Pét, Thượng Đức, nay là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh. Về đời thường, nhiều đồng chí trở thành doanh nhân như Hoàng Đồng, 13 Hàng Bạc, Hà Nội, trợ lý Ban Tuyên huấn, Lê Bình, đại đội 20 chính sát, Nguyễn Trần Hoàn, bác sĩ y học cổ truyền, Võ Văn Tích, thành lập công ty Anh Đức. Các anh là những cán bộ dũng cảm trong chiến đấu, lao động sáng tạo khi về đời thường, là những doanh nhân kinh doanh giỏi, nhiều ngành nghề xây dựng, xuất nhập khẩu, chữa bệnh, có hiệu quả. Lê Hồng Quang, quê xã Hùng Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa, là cán bộ tiểu đoàn 9, trung đoàn 3, nhập ngũ năm 1979, chiến đấu ác liệt từ đường 12 động tranh Thừa Thiên Huế, các chiến dịch Đắc Pét, Thượng Đức và tổng tấn công 1975. Trong trận đánh quyết liệt ngày 23 tháng 3 năm 1975 tại cao điểm núi Bông, núi Nghệ 303, tây nam thành phố Huế, anh bị thương cụt 2/3 chân trái. Về đời thường, thương binh 1/4 Lê Hồng Quang tự nhận thương binh 2/4 để đi học đại học. Anh thành lập Tổng công ty Bao bì 27 tháng 7 Hà Nội, lao động kinh doanh giỏi, được vinh danh anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam. Cũng như các đồng chí Biện Văn Thanh, Nguyễn Phi Hùng, Dương Quang Bồ, Phạm Văn Thọ, Hà Quang Đinh, Đặng Thọ Chuật, Trần Phương, Đặng Văn Lồi, vân vân, là những anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tiêu biểu cho hàng vạn cán bộ chiến sĩ sư đoàn 324 trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Anh Lê Hồng Quang là cán bộ mưu trí dũng cảm trong chiến đấu, vượt lên khó khăn, trưởng thành vượt bậc, tiêu biểu cho hàng ngàn cán bộ chiến sĩ của trung đoàn 3 và sư đoàn 324 trong công cuộc đổi mới. Khi về cuộc sống đời thường, cán bộ tiểu đoàn vận tải ô tô sư đoàn Trần Xuân Thông, quê phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, giám đốc công ty Tùng Bách, một doanh nghiệp lớn hàng năm tài trợ cho nhiều tổ chức cựu chiến binh, gia đình anh hùng, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, hàng trăm triệu đồng. Hai cán bộ trung đoàn 1, Nguyễn Nam Mộc, quê Chính Nghĩa, Kim Động, Hưng Yên, giám đốc công ty phát triển mỹ thuật và công nghệ. Anh hoàn thành nhiều công trình văn hóa lớn tầm quốc gia và quốc tế như
tượng đài Bác Hồ ở Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, tượng đồng chí Bí thư Nguyễn Văn Linh ở Hưng Yên, tượng đài Cây Sòn Phong Vi Hàn tại Học viện mang tên người trên đất bạn Lào. Lê Thanh Thản, quê Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An, một doanh nhân lớn, chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Mường Thanh, đạt danh hiệu chuỗi khách sạn lớn nhất Việt Nam. Anh em doanh nhân đã tạo nhiều công ăn việc làm cho thương binh, con em thương binh, gia đình liệt sĩ và đồng đội. Còn nhiều cán bộ chiến sĩ của trung đoàn, sư đoàn về đời thường phấn đấu xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, xây dựng quê hương và giúp đỡ bạn bè đồng đội những lúc khó khăn. Các anh là những chiến sĩ, những cán bộ chỉ huy sản xuất, những tư lệnh cầm quân chiến thắng, lập công trên mặt trận mới. Bộ Tư lệnh Quân khu Trị Thiên rất quan tâm đến Trung đoàn 3 và nhất là Tiểu đoàn 9. Phó Chính ủy Quân khu Hồ Tú Nam, tức Thanh Quảng, về thăm Tiểu đoàn 9, động viên cán bộ chiến sĩ nói rõ tình hình địch ta, thắng lợi cốc bay của Trung đoàn 3 mà Tiểu đoàn 9 là đơn vị chủ chốt bao vây điểm. Tuy có thắng lợi chung nhưng đơn vị còn nhiều mặt hạn chế, nguyên nhân chính là do ý chí và năng lực của cán bộ. Phó Chính ủy động viên tiểu đoàn cố gắng bước vào năm mới tiến bộ, lập nhiều thành tích xuất sắc. Chúng tôi hứa làm tròn lời dặn của anh và mong muốn của Bộ Tư lệnh Quân khu. Phó Chính ủy đi thăm các tiểu đoàn 7 và 8 cùng đoàn văn công đi theo phục vụ. Sau khi xoay vòng biểu diễn ở các tiểu đoàn, đoàn văn công quân khu về biểu diễn ăn Tết Tân Hợi 1971 ở Trung đoàn Bộ. Đêm Trường Sơn giá rét, chúng tôi ăn bánh chưng gạo dẻo trộn sắn, lá tàu bay làm nộm gạo rang, nước thịt hộp, chấm bánh mướt và bún tự làm, chè lương khô. Đó là những món ăn truyền thống ngày Tết khá thịnh soạn. Gạo và thịt hộp được tiết kiệm hàng ngày dồn đến Tết, chiến sĩ cũng được vài ngày no, vui hẳn lên. Chúng tôi đốt lửa trại, văn công ca hát ngâm thơ. Ngôi sao thương ai, ngôi sao lấp lánh, soi sáng đường chiến sĩ trên đèo mây. Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh, sưởi ấm lòng chiến sĩ dưới ngàn cây. Nguyễn Đình Thi. Đội văn nghệ trung đoàn cũng biểu diễn ca ngợi thành tích các đơn vị cá nhân lập nhiều chiến công trong chiến đấu. Đội đã sáng tác và biểu diễn kịp thời những gương hy sinh, những hành động dũng cảm như anh hùng Dương Quang Bổ, Phạm Văn Thọ, Tiểu đoàn 7, Tiểu đoàn 9 diệt tiểu đoàn địch ở điểm cao 405 Nam Lào, Tiểu đoàn 8 bám trụ kiên cường diệt nhiều Mỹ trên động A Bia. Đội tuyên truyền văn hóa văn nghệ quần chúng của trung đoàn thành lập tháng 9 năm 1969, tham gia đội là những chiến sĩ có năng khiếu về văn nghệ, đã thử thách trong chiến đấu, là những dũng sĩ diệt Mỹ ngụy ở các đơn vị trong toàn trung đoàn. Đội là mũi nhọn trên mặt trận tư tưởng văn hóa, không quản mưa rét ác liệt, đến từng đơn vị, đến tận chiến hào, ca hát động viên chiến sĩ. Đội sáng tác và biểu diễn kịp thời nhiều tiết mục làm khích lệ cán bộ, chiến sĩ hăng hái chiến đấu lập công, vượt mọi khó khăn gian khổ, đói rét tại chiến trường. Chỉ có 8 đồng chí, Nguyễn Ngọc Lâm, quê Nam Thắng, Tiền Hải, Thái Bình, đội trưởng. Phạm Huỳnh Công, quê Hoàng Diệu, Đông Quan, Thái Bình, đội phó. Nguyễn Tiến Lộc, nhà số 31 Hàng Chống, Hà Nội, chơi đàn accord. Đào Hữu Khoát, quê Hòa Khê Thượng, Phú Xuyên, Hà Tây. Nguyễn Tiến Miên, quê Đồ Sơn, Hải Phòng, chơi đàn bầu. Phan Thanh Ba, quê Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình. Hà Mai, quê Tây Lĩnh, Đông Hưng, Thái Bình, vai hề. Nguyễn Anh Ngũ, quê Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An, vai hề kịch. Đội đã dàn dựng các chương trình biểu diễn 2 giờ liền với những tiết mục đàn hát, đơn ca, song ca, ngâm thơ, chèo, kịch ngắn, múa, hề. Mọi người trong đội đều chơi được guitar, sáo nhị, nội dung phong phú luôn mới mẻ. Đàn bầu Tiến Miên rung động lòng người, nhiều chiến sĩ cảm hứng nói, đề nghị trung đoàn duy trì đội văn nghệ,
chúng tôi sẽ diệt thêm giặc để giành phần các đồng chí đó. Đội văn nghệ quần chúng Trung đoàn 3 giành nhiều giải cao trong các kỳ hội diễn văn nghệ ở sư đoàn và quân khu. Về đời thường, các anh đều thành đạt, như anh Huỳnh Công là cán bộ cấp vụ ở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Mọi người đều có mái ấm hạnh phúc. Dân bản cũng mang khoai sắn ra ủng hộ bộ đội và ăn Tết vui vẻ, đoàn kết trong rừng Đại Ngàn Tây Thừa Thiên. Văn công bộ đội, dân bản ca hát nhảy múa suốt đêm giao thừa, điệu hò mái nhì, tiếng hát mong nhớ quê hương, ước hẹn ngày giải phóng gặp nhau tại Đô Thành, vang vọng mãi trong lòng chiến sĩ. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.